hỏi như thế nào để cho cô này cô nghe ké mà cô người ngoài đạo? Đi lên đỉnh Tây Minh này được 4 lần cha về có chưa về bãi nghe ké. Cái bãi cứ ước ao làm sao mà nãy lên thì phải kiếm được cái đài. Con bảo bà chứ được rồi, bà cứ yên chí đi là lên là sẽ được. Đó là hôm nay được cha. Thì bây giờ là con kể với cộng đoàn, con là Phạm Thị Mơ, 66 tuổi. Dạ con ở Kỳ Nhượng, Phú Giáo. Từ hồi giờ con đi chẳng có nghe ai là Phú Giáo mà lên làm chứng. Hôm nay con phải lên làm chứng, con đi ước ao là 4-5 lần mà con lên không được. Con ngồi chỗ này lên mấy lần mà không được. Về nhà nó áy náy lắm cha, không ngủ được. Mà tối ngày con cứ nghe cái đài. Rồi bây giờ lại con đưa về cho người ta nghe. Rồi con đưa cho con cái con nghe. Thì bây giờ con đây có làm chứng với Chúa, với cha, với cộng đoàn là con được năm ơn. Bây giờ con kể sơ sơ thôi. Bây giờ con ơn đầu tiên á là cái cây cha nó đập và nó đập vào cái gáy con văng đi, con kêu là Chúa ơi cứu con, cái con bỏ lên đứng đi. Rồi lần thứ hai con bị cái chân này là hồi còn Mỹ cha, nó cán con qua chân mà ốc yết chân con còn quá trời ốc trong này, cái là con tưởng là chết rồi, con là thế thải rồi. Rồi ơn thứ ba lại Việt Nam đung con ở cái chân này, con hai chân con chống nạn con đi cha, mà Chúa thương, Chúa cất hết bệnh tật cho con. Rồi ơn thứ tư là chồng con bị tai biến, nằm như vậy là 7 năm trời. Con cứ cầu nguyện mà chồng con liệt không đi được. Mà hồi ông bà ước ao đi lên cha ở trên Gò Vấp mà không đi được cha, phải đưa đi xe lăn cực lắm. Con bảo thôi ông cứ ở nhà ông cầu nguyện đi, rồi á là Chúa sẽ cất bệnh tật đi cho ông. Mà đúng nằm được 7 năm cha, cái là Chúa cất ông đi được 2 năm rồi. Cái con lại tưởng là ông ấy đi là con khỏe, ai ngờ con lại bác sĩ chẩn đoán con là ung thư. Cái con với dạ ung thư tử cung. Cái con với nằm ở trên ung bú 6 tháng trời. Cái con với về thì con mới xin bác sĩ là cho tôi về tôi làm đám giỗ cho ông ấy. Rồi tôi quạnh lên, bác sĩ nói lên rồi mà mổ. Con bảo thôi bây giờ ông ấy chết rồi thì con mổ con cũng vui lòng. Con cứ lên cho dục bác sĩ là bây giờ mổ cho tôi đi, chứ bắt tôi nằm đi hoài. Cái là bác sĩ bảo vậy bà bây giờ khám lại, đi lấy tinh khiết khám. Thì bà bác sĩ nói con là không phải mổ nữa, cái biếu bà hết rồi, bây giờ cái cổ con cũng bú cũng hết luôn cha. Giờ thì bây giờ con lên con làm chứng cho Chúa và với cha với cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con rất nhiều. Con cái con bây giờ nó có gia đình hết rồi, bây giờ còn có mình con. Còn con Úc con đi tu thì tháng 6 này cháu khánh tròn, thì xin cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con xin cảm ơn cha. Đây tôi gửi cho cô nữ tu sắp khánh trọn đời cuốn sách Con Đường Tí Thác nha. Và gửi mừng trước khánh trọn đời cùng với cái máy gửi tặng cho cô ấy. Và vì nhiều khi giáo dân thì loan báo tin mừng lòng thương xót, còn linh mục tu sĩ có người lại không biết gì về lòng thương xót, chẳng nghe về lòng thương xót, chẳng nói về lòng thương xót, có người lại còn không thích lòng thương xót nữa. Thì thôi tôi gửi tặng cho nữ tu ấy sắp khánh trọn đời cái máy để đem vào trong cộng đoàn mà loan báo lòng thương xót trong chính cộng đoàn dòng tu, để những linh mục tu sĩ nào chưa biết lòng thương xót Chúa thì xin Chúa cho các vị ấy được mở lòng ra mà đón nhận tin mừng lòng thương xót Chúa. Chúc mừng cho chị. Mời bạn.